Tổng quan về các sân vận động tại vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Bảng A. Sân vận động Banyuko hoàn thành năm 2012, sức chứa 34.000 khán giả, câu lạc bộ Paktekor FC, Uzbekistan. Sân vận động Multifunctional hoàn thành năm 2011, sức chứa 20.000 khán giả, câu lạc bộ Ahan FC, Turkmenistan. Sân vận động Prince Faisal Bin Farm hoàn thành năm 1971, sức chứa 22.500 khán giả, câu lạc bộ Al Fayha, Saudi Arabia. Sân vận động Hajar Bin Zayed hoàn thành năm 2014, sức chứa 25.053 khán giả, câu lạc bộ Al Ain FC, UAE. Bảng B. Sân vận động quốc tế Amman hoàn thành năm 1968, sức chứa 17.619 khán giả, câu lạc bộ Al Faisali, Jordan. Sân vận động Jassim bin Hamad hoàn thành năm 1975, sức chứa 15.000 khán giả, câu lạc bộ Al Sadd SC, Qatar. Sân vận động Sharia hoàn thành năm 1982, sức chứa 18.000 khán giả, câu lạc bộ Sharia FC, UAE. Sân vận động Makazi hoàn thành năm 1956, sức chứa 21.913 khán giả, câu lạc bộ FC Nasaf, Uzbekistan. Bảng C. Sân vận động Franco Hariri hoàn thành năm 1956, sức chứa 25.000 khán giả, câu lạc bộ Air Force Club, Iraq. Sân vận động King Abdullah Sports City hoàn thành năm 2014, sức chứa 62.345 khán giả, câu lạc bộ Al Ittihad, Saudi Arabia. Sân vận động Nasrhan hoàn thành năm 2003, sức chứa 75.000 khán giả, câu lạc bộ Sepahan FC, Iran. Sân vận động OKMK Sport Complex hoàn thành năm 1960, sức chứa 11.000 khán giả, câu lạc bộ AGMK FC, Uzbekistan. Bảng D. Sân vận động Sarisip Chhatrapati Sport Complex hoàn thành năm 1994, sức chứa 11.900 khán giả, câu lạc bộ Mumbai City, Ấn Độ. Sân vận động Prince Faisal Bin Farm hoàn thành năm 1971, sức chứa 22.188 khán giả, câu lạc bộ Al Hilal SFC, Saudi Arabia. Sân vận động Makazi hoàn thành năm 1956, sức chứa 21.913 khán giả, câu lạc bộ Navajo, Uzbekistan. Sân vận động Azadi hoàn thành năm 1971, sức chứa 78.116 khán giả, câu lạc bộ Nasazi Mazandaran, Iran. Bảng E. Sân vận động Republican Central hoàn thành năm 1946, sức chứa 20.000 khán giả, câu lạc bộ Istiklal, Tajikistan. Sân vận động Azadi hoàn thành năm 1971, sức chứa 78.116 khán giả, câu lạc bộ Persepolis, Iran. Sân vận động Al Ewa Park hoàn thành năm 2015, sức chứa 25.000 khán giả, câu lạc bộ Al Nassr, Saudi Arabia.
sân vận động Abdullah bin Khalifa, hoàn thành năm 2013, sức chứa 10.000 khán giả, câu lạc bộ Al Duhai SC, Qatar. Bảng F. Sân vận động Jeonju World Cup, hoàn thành năm 2001, sức chứa 36.781 khán giả, câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor, Hàn Quốc. Sân vận động Jalan Beja, hoàn thành năm 1932, sức chứa 6.000 khán giả, câu lạc bộ Lion City Sailor, Singapore. Sân vận động Hồng Kông, hoàn thành năm 1953, sức chứa 40.000 khán giả, câu lạc bộ Kitchi SC, Hồng Kông, Trung Quốc. Sân vận động Thammasat, hoàn thành năm 1998, sức chứa 19.375 khán giả, câu lạc bộ Bangkok United, Thái Lan. Bảng G. Sân vận động quốc tế Yokohama, hoàn thành năm 1998, sức chứa 72.327 khán giả, câu lạc bộ Yokohama F. Marinos, Nhật Bản. Sân vận động Rizal Memorial, hoàn thành năm 1934, sức chứa 12.873 khán giả, câu lạc bộ Kaya FC Iloilo, Philippines. Sân vận động bóng đá Incheon, hoàn thành năm 2012, sức chứa 20.891 khán giả, câu lạc bộ Incheon United, Hàn Quốc. Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tế Nam, hoàn thành năm 2009, sức chứa 56.808 khán giả, câu lạc bộ Sơn Đông Thái Sơn, Trung Quốc. Bảng H. Sân vận động Melbourne Rectangular, hoàn thành năm 2010, sức chứa 30.050 khán giả, câu lạc bộ Melbourne City, Australia. Sân vận động Buriram, hoàn thành năm 2011, sức chứa 32.600 khán giả, câu lạc bộ Buriram United, Thái Lan. Sân vận động quốc gia Nhật Bản, hoàn thành năm 2019, sức chứa 68.698 khán giả, câu lạc bộ Vanforest Kofu, Nhật Bản. Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hồ Châu, hoàn thành năm 2010, sức chứa 40.000 khán giả, câu lạc bộ Chiết Giang, Trung Quốc. Bảng Y. Sân vận động bóng đá Ulsan Munsu, hoàn thành năm 2001, sức chứa 44.102 khán giả, câu lạc bộ Ulsan Hyundai, Hàn Quốc. Sân vận động Kawasaki Todoroki, hoàn thành năm 1962, sức chứa 26.232 khán giả, câu lạc bộ Kawasaki Frontale, Nhật Bản. Sân vận động Pathum Thani, hoàn thành năm 2010, sức chứa 10.114 khán giả, câu lạc bộ BG Pathum United, Thái Lan. Sân vận động Sultan Ibrahim, hoàn thành năm 2020, sức chứa 40.000 khán giả, câu lạc bộ Johor Darul Tazim, Malaysia. Bảng G. Sân vận động Trung tâm Thể thao Vũ Hán, hoàn thành năm 2002, sức chứa 54.000 khán giả, câu lạc bộ Vũ Hán Tam Thị, Trung Quốc. Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hoàn thành năm 2003, sức chứa 40.192 khán giả, câu lạc bộ Hà Nội, Việt Nam.
sân vận động Pohang Steelyard, hoàn thành năm 1990, sức chứa 15.521 khán giả, câu lạc bộ Pohang Steelers, Hàn Quốc. Sân vận động Saitama 2002, hoàn thành năm 2001, sức chứa 63.700 khán giả, câu lạc bộ Urawa Red Diamond, Nhật Bản.